Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Vô sinh hiếm muộn là nỗi trăn trở của nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay. Mỗi trường hợp là một nỗi niềm không ai giống ai, nhưng họ đều có điểm chung là nỗi mong con đau đáu nhưng chưa hoặc không thể thực hiện giấc mơ làm cha mẹ vì nhiều lẽ. Trong đó kinh tế là một phần quan trọng. Thấu hiểu vấn đề này, một số bệnh viện đã có những giải pháp thiết thực. Đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến sức khỏe và kinh tế. Không ít các gia đình đang trên hành trình tìm kiếm con phải tạm dừng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trước tình hình đó, từ ngày 2 tháng 10, Bệnh viện Chuyên khoa Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã triển khai chương trình Cam kết vàng lần thứ 3, hỗ trợ cho tất cả các bệnh nhân bị vô sinh hiếm muộn trên toàn quốc, mang lại tia hy vọng mới trong hành trình chữa trị vô sinh vốn nhiều khó khăn và thách thức. Muốn có con nhưng mà lại lăn tăn về cái việc là thực hiện những cái thủ tục hoặc là chi phí để thực hiện làm IVF hay IUI thì đó là một cái cản trở rất là lớn để chúng tôi bước đến bệnh viện. Nhưng khi có cái chương trình cam kết vàng đó làm chúng tôi tự tin hơn, vững bước hơn khi vào đến bệnh viện. Mình cũng như là mọi người đến đây thôi thì gặp may mắn rồi, nếu mà thành công được trong các cái quá trình mà thụ tinh hoặc là làm bất kể cái vấn đề gì đó mà về vấn đề về sinh sản đấy thì sẽ đều được thành công. Trong chương trình, nhiều dịch vụ sẽ được miễn phí 100% như thăm khám vô sinh hiếm muộn cho cả vợ và chồng, siêu âm buồng trứng, xét nghiệm tinh dịch đồ, giảm 50% phí chụp tử cung vòi trứng. Đặc biệt, bệnh viện có tặng 2.000 phiếu voucher cam kết vàng cho bệnh nhân thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF cùng nhiều ưu đãi khác. Bệnh viện vẫn xác định là để góp phần chia sẻ ý nghĩa của chương trình cam kết vàng, cũng là góp phần chia sẻ những khó khăn của người dân khi khám chữa bệnh, điều trị vô sinh trong bệnh viện. Chính vì thế thì bệnh viện cũng ngoài cái mục đích là hỗ trợ người bệnh và cũng để thể bệnh viện thể hiện rằng trong điều kiện trang thiết bị vật chất, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ thầy thuốc, bác sĩ điều dưỡng bệnh viện thì cái chất lượng điều trị nó nâng cao lên, khả năng thành công là tốt. Hiện nay bệnh viện đã cập nhật kỹ thuật cao, máy móc hiện đại từ các nền y tế tiên tiến trên thế giới. Đồng thời bệnh nhân sẽ được chăm sóc, điều trị bởi những y bác sĩ trình độ cao, thân thiện, hết lòng vì người bệnh. Tỷ lệ thành công của các ca thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF của bệnh viện lên tới 80%. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho ngành y tế, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe cũng như mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam.